cảm ơn. Cười phở đó rồi. Đông quá này. Chiều buổi chiều. Thế mà. Các
con đỗ hết, thế mà mày yên tâm, đại học nào cũng có trường vào, không sao, con nào không có trường vào. Năm nay đang đăng được đăng ký nhiều trường mà. Mấy năm nay rồi chứ không phải là năm nay đâu. Năm nay được chứ gì, mình có đăng ký thoải mái. Nhà này con cháu là đã đỗ 3 trường rồi. Nói chung không được học trường mình mong muốn thì con học được trường khác. Đấy, con cháu nhà này đã đỗ được 3 trường.